Good morning, mình là Khoa từ Team Wayne Edits. Nếu mà các bạn đang có ý định là tự làm ra những cái vlog của riêng mình ha, tự làm những cái video clip của mình, hoặc là các bạn đơn giản là xem video rất là nhiều trên mạng đi, thì các bạn sẽ đồng ý khi mà mình nói là phần âm thanh của cái video cũng quan trọng không kém gì so với cái phần hình ảnh của nó. Ý mình là nếu mà các bạn mở lên một cái video thấy hình ảnh đẹp quá nhưng mà người ta nói thì không nghe gì hết thì tất nhiên là bạn sẽ tắt, giống như mình vậy đó. Và tất nhiên để có được cái phần âm thanh, cái phần audio hay như vậy, chất lượng như vậy, chúng ta sẽ cần có những cái thiết bị thu âm tốt. Và hôm nay mình xin thông báo các bạn là team mình có một cái sự thay đổi rất là lớn, sự thay đổi rất là hiện đại ha. Đó là mình đã bỏ được cái mic rất là cổ lỗ sĩ này, mic cầm tay này, phải thu âm xong về phải sync với lại clip đồ rất là phiền phức ha. Mình đã tiến hóa rồi các bạn. Tụi mình đã đổi qua một cái mic rất là gọn nhẹ, rất là hiện đại này ha. Nhìn cái cỡ nó đi, mày nhìn cái size của nó đi. Những thiết bị dùng để thu âm cho vlog hoặc là những cái video mà dạng nói kiểu này nè, nó đã phát triển rất là nhiều trong những năm qua ha. Từ những cái shotgun, những cái mic shotgun mà phải gắn thẳng lên máy và nó chỉ quay, nó chỉ thu âm định hướng thôi, nghĩa là bạn chỉ đâu nó thu đó thôi. Thì chúng ta đã phát triển rất là nhiều rồi, chúng ta đã đi được tới bước này rồi. Và đứng đầu trong cái mặt hàng này, đứng đầu trong cái dòng mic này có thể nói tới là Rode ha, với lại cái sản phẩm rất là nổi tiếng đó là mic Rode Go. Nhưng mà nó đứng đầu cho nên nó có một cái tầm giá rất là mắc ha. Còn cái sản phẩm này của Comica gọi là Vimo C, giá ở một nửa thôi, và cái chất lượng các bạn xem thử coi nó có tương đương hay không nhé. Và tất nhiên là cả video này mình sẽ dùng cái mic này thôi để mà các bạn có thể cảm nhận được cái chất lượng của nó như thế nào ha. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với cái mic này đó là nó nhỏ gọn, nó cực kỳ nhỏ gọn các bạn, và cầm trên tay nó cũng nhẹ nhàng nữa. Nói chung là các bạn đem đi rất là tiện dụng ha, bỏ vào ba lô cái là xong. Cái case này thì thiết kế rất là hiện đại, nhìn nó gọn đơn giản, nó có cái viền bo tròn ha, và ở trên đây thì có cái vạch để mà báo pin cho bạn nữa đây, rất là tiện. Khi bạn mở ra bên trong thì chúng ta sẽ có hai cục phát ha và một cục thu, nhưng mà bây giờ mình đang xài hai cái đó rồi, giờ mình chỉ còn có một cục phát thôi, hoặc còn gọi là cái mic thu âm á, cái mic để gắn vào trên áo bạn á. Mình tắt cái này cái, bạn nhìn cái size của nó đi, nó nhỏ xíu vậy nè, nhỏ một nửa so với Rode ha. Và khi mà bạn kẹp lên áo á thì mình nhìn vào cảm giác là nó có đúng một công dụng duy nhất thôi, đó là dùng để thu âm thôi, nó không làm bạn mất tập trung. Đeo vào thì không có cảm giác là bạn là một cái biển quảng cáo di động nữa, tại vì cái tên hãng nhỏ xíu như thế này thôi, nó không phải là một cái cục bự thiệt là bự ha, mà có cái tên hãng trên đó. Mình ghét mấy cái đó lắm, mình không thích trên người mình có chữ của hãng nào hết á. Và ngoài ra thì nó có những cái đèn để mà báo hiệu các bạn là nó đang ở chế độ nào, pairing hay là đã pair rồi, hay là đang chống ồn, là đang bị mute. Ở đây là mình đang mute nó đi tại mình đang xài cái này. Một cái cục mic như vậy, một cái cục đầu phát như vậy, khi bạn lấy ra khỏi cái case, cái vỏ của nó thì các bạn có thể sử dụng lên tới 8 tiếng đồng hồ. Và một khi không xài nữa thì bạn có thể bỏ vào trong case, và khi bỏ vào là ngay lập tức nó đang sạc liền cho các bạn. Bạn nói chung là rất là tiện lợi ha. Cần lấy ra xài, không xài nữa bỏ vào sạc, và các bạn không cần phải lo về cái vấn đề pin của nó bao giờ nữa. Và ngoài 8 tiếng đồng hồ trong mỗi cái mic ra, khi mà bạn bỏ vô bạn sạc lại á, thì nó sẽ cho bạn cái thời gian sử dụng lên tới 20 tiếng đồng hồ. Kinh khủng của các bạn, 20 tiếng đồng hồ. Nghĩa là nếu mà với cái mức xài của mình thì mình có thể xài tới 2 tuần, 3 tuần, thậm chí cả tháng á, mình mới cần sạc lại. Và một khi mà toàn bộ hệ thống bạn hết pin rồi thì cái cổng sạc USB-C này cho tốc độ sạc toàn bộ mọi thứ trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. 2 tiếng đồng hồ, các bạn chỉ cần sạc 2 tiếng đồng hồ và đổi lại cái giờ sử dụng lên tới 20 tiếng. Kinh khủng không? 20 tiếng mình nghĩ là mình xài cũng 2-3 tuần nó mới hết. Và đây sẽ là cục thu hoặc còn gọi là receiver để các bạn gắn vào máy ảnh, điện thoại hoặc là máy quay của mình. Nó cũng nhỏ không kém gì so với cục mic. Trên đây các bạn sẽ có màn hình hiển thị rất rõ ràng, cùng với hai nút chỉnh âm lượng thu riêng biệt cho hai cái mic. Các bạn sẽ có 4 mức độ nhạy để thu âm trên cái mic này, và mình cảm thấy đặt ở mức độ volume 2 thì sẽ phù hợp với hầu hết các hoàn cảnh. Và khi bạn nhấn giữ nút âm lượng thì có thể xoay màn hình được nữa. Trên cái bộ thu âm này thì các bạn sẽ có 3 chế độ ha. Chế độ đầu tiên là chế độ mono. Thì khi các bạn sử dụng hai cái micro cùng lúc á thì nó sẽ gộp cả hai tiếng của cái micro, hai cái micro này vào cùng một kênh thôi. Còn nếu như các bạn bật qua chế độ stereo thì các bạn sẽ có hai cái mic này, mỗi mic sẽ ở một kênh khác nhau ha. Thì từ đó các bạn sẽ có hai kênh trong cùng một track, thì các bạn sẽ dễ xử lý xong hậu kỳ. Còn một chế độ cuối cùng mà rất là thích ở trên cái mic này đó là chế độ safety mode. Ở chế độ này cái mic sẽ thu âm cho bạn cả hai kênh luôn. Ở kênh số 1 nó sẽ thu âm ở mức âm lượng mà bạn đã chỉnh ở ban đầu. Nhưng mà ở kênh số 2 thì nó sẽ thu âm ở mức âm lượng trừ 6 dB ha, nó sẽ nhỏ lại.
Cái chức năng này rất thích hợp với những người hay nói chuyện kiểu thì thào rồi hồi lớn hồi nhỏ, hay là lâu lâu thì vũ bão ấy, như là mưa gió Sài Gòn vậy, giống như kiểu của mình. Hoặc là Khoa thì Khoa kiểu thì thầm, còn mình thì hay kiểu la lớn lên kiểu như vậy. Mà một điều nữa là nhiều khi bạn đang nói chuyện rất là bình thường ha, nhưng mà bạn đưa một cái mic cho một người khác thì người ta lại sợ là thu âm nhỏ quá người ta không nghe, người ta nói lớn lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng video. Thì các bạn sẽ có phương pháp để mà các bạn về hậu kỳ lại, về các bạn chỉnh sửa, các bạn vẫn sẽ còn một cái track nhỏ phía dưới để các bạn chỉnh sửa lại ha. Bên cạnh đó, khi mà các bạn thu âm ở trong môi trường có nhiều tập âm á, thì các bạn sẽ có một chế độ rất là hay, đó là một nút bấm thôi. Một cái bạn sẽ được bật chế độ lọc âm lên, có sẵn trong máy luôn, bật một cái là nó sẽ lọc âm cho các bạn, rất là tiện dụng luôn. Hiện tại Comica đang bán cái Vimosi này có 3 phiên bản khác nhau, thì các bạn có thể lên web để xem thử ha. Mà mình khuyên là các bạn nên mua hẳn cái bản C3 này, tại vì các bạn sẽ có thêm một cái case để các bạn, vừa là nó là pin dự phòng của các bạn, và các bạn có thể cất những cái micro của bạn trong đây một cách rất là tiện. Khi mà các bạn đi qua chỉ cần đem đúng một cái hộp này theo thôi là đủ, mà nhớ bỏ micro vô nha. Và trong gói C3 này các bạn sẽ có một cái softcase đựng mọi thứ, một cục nhận hoặc còn gọi là receiver, hai cục phát hoặc còn gọi là transmitter, cái bút thu âm á, một cái bat case với taco battery case để bỏ ba cái cục đó vô, hai con chuột chết hoặc còn gọi là lọc gió, một cọng dây đầu đen đen để kết nối với máy quay hoặc máy ảnh, một cọng dây đầu đen xám để kết nối với điện thoại, một cổng USB Type-C ra hai đầu còn gọi là cổng dongle. Ok Google, tốc độ chạy trung bình của con người là bao nhiêu? 13 km/h. Chạy ói luôn. Mình dưới mức trung bình thôi, mình chạy 8 km/h thôi á. Nhưng mà 8 km/h. Phút rưỡi hả? Phải chạy 1 phút rưỡi. Tại sao 90 có quy 90 luôn kìa? Các bạn cũng biết là tại sao tụi mình phải làm toán hay không? Mình sẽ phải chạy 90 giây để mà giải thích cho các bạn biết. Bắt đầu. Được. Comica nói là cái mic này có khả năng quay thu âm, nhận âm cái với cái khoảng cách là tới 200m lận. 200m, nhưng mà ở đây mình không có thước đo ha, mình phải dự sử dụng toán học tí. Nếu mà mình chạy với vận tốc là 8 km/h với cái khoảng thời gian là 90 giây đi, thì mình sẽ được cái khoảng 200m đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thử ha. 1 phút 30 giây ha. Nhiều khi tôi thấy tôi hành tôi quá. Bấm giờ đi. 2, 3. Alo, alo. Con nghe không? Mic vẫn còn nghe rất là rõ bạn. Alo. Mới Khoa mà tôi nói đẹp trai. Mới Khoa mà tôi nói đẹp trai nhất trời. Sóng bắt đầu mất bớt rồi mấy bạn. Còn có một vạch thôi. Mất sóng luôn. Rồi chuyển qua chế độ mute luôn rồi. Mic A chuyển qua chế độ mute rồi, vậy là bị mất sóng rồi. Bây giờ mình sẽ kêu Khoa chạy gần lại. Chưa miếng nước được. Thử thách này Comica không thành công rồi mấy bạn. Mất sóng giữa đường rồi. Giữa đường. Giữa đường là mất sóng rồi. Vậy tại sao phải chạy hết đường vậy? Kêu có nghe đâu. Giữa đường là mất sóng nha. Nó chuyển qua chế độ mute luôn, nó không nhận sóng nữa, mất sóng luôn. Ok, vậy thì theo cái test thực tế của tụi mình thì cái khả năng thu âm xa nhất của nó là ở tầm 60 mấy, 70 mét thôi. Thì kết nối vẫn còn ổn định, hay còn ra xa nữa thì mất kết nối luôn rồi. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ phải vào cái trường hợp mà phải thu âm cái máy nằm ở đây mà còn bạn phải đứng cách xa cái máy tới 60 mấy, 70 mét đâu. Chưa kể gì tới 200. Cho nên mình nghĩ cái kết nối của cái mic này khá là tốt ha. Và đây sẽ là phần test chống ồn của nó ha. Các bạn đang nghe cái âm thanh của mình nói trực tiếp luôn, không hề bật chống ồn, không hề có hậu kỳ chống ồn gì cả. Các bạn cảm thấy cái âm thanh nó như thế nào? Mình đang ở kế một cái đường rất là ồn ào ha. Xe cộ qua rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ bật chống ồn lên các bạn nghe thử. Đây, bạn chỉ cần bấm một nút. Nó hiện đèn xanh lá lên. Là bạn đang chống ồn rồi đó. Các bạn cảm thấy cái chất lượng âm thanh bây giờ như thế nào? Nó có tốt hơn hay không? Nó có đỡ ồn hơn hay không? Những cái âm thanh xe cộ qua lại có được che bớt đi hay không? Mình sắp hết thứ nữa đi. Ok. Mình sắp hết thứ để nói rồi đó, các bạn thấy âm thanh này ổn hay không? Bây giờ mình sẽ tắt cái chống ồn này đi và mình đổi sang chống ồn trong hậu kỳ bằng một cái phần mềm chuyên dụng. Bạn xem thử nhé. Chỉ với một nút thôi chúng ta quay lại màu xanh, nghĩa là tắt chống ồn rồi đó. Mình sắp cạn thứ để nói rồi cho nên mình sẽ nói về bơ đậu phộng đi ha. Mình tên là Khoa và mình rất là thích bơ đậu phộng. Mình thích bơ đậu phộng ăn không như vậy ha. Mình thích bơ đậu phộng trên sandwich, mình thích bơ đậu phộng trong sinh tố, mình thích ăn bơ đậu phộng ở trong protein shake. Ok,
không biết là cái âm thanh nó như thế nào ha. Các bạn thấy so sánh là mình có nên bật chống ồn của mic hay không, hay là mình về hậu kỳ nó sẽ tốt hơn, tự các bạn lựa chọn nha. Và đó là cái trải nghiệm của tụi mình về cái mic mới này, cái Vimo C, và mình thấy nó rất là tuyệt vời, không biết các bạn thấy sao ha. Và có thể mình sẽ nói là mình sẽ nhớ cảm giác mà cầm cái mic cũ cầm tay để nói chuyện với các bạn ha. Rồi sau đó mình phải về nhà lấy những cái video, những cái hình ảnh để lên, rồi mình phải lấy những cái dòng âm thanh riêng ấy, mình chèn lên trên cái viết clip của mình ấy, mình sẽ nhớ cái đó lắm. Không, thực ra là không, mình không nhớ, mình sợ quần đó các bạn. Ai mà nhớ cái đó, tốn thời gian gần chết. Cực lắm các bạn, hồi đó chỉnh video lâu lắm. Trời ơi, phải sync clip, sync. Nhưng mà cái này tiện nha, bóc bỏ vô, xong. Đây sẽ là video gói lại cái năm 2022 âm lịch của tụi mình ha. Hãy gặp lại các bạn vào năm sau, năm con mèo. Năm sau cho một cái concept chụp con mèo đi ha. Tạm biệt. Năm mới vui vẻ. Năm mới mình chúc các bạn ngày càng có nhiều hình đẹp hơn nữa, ngày càng có thêm nhiều những cái bộ hình thiệt là đẹp luôn, để mà có được nhiều like trên mạng xã hội ha. Riêng những anh em chụp hình thì sẽ có thêm nhiều dự án mới nè, nhiều kinh phí hơn để mà mình gọi là mình có thể nâng cấp thiết bị của mình sau này. Ok, chúc các bạn một năm mới thành công.